Lịch sử hình thành triều đại nhà Tiền Lê. Nhà Tiền Lê đóng đô tại Hoa Lư, tồn tại 29 năm, từ năm 980 cho đến năm 1009. Nhà Tiền Lê bắt đầu khi Đinh Đế Phế nhường ngôi cho Lê Hoàn vào năm 980, trải qua 3 đời quân chủ và chấm dứt khi Lê Long Đĩnh qua đời khi mới 24 tuổi, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt. Triều đại này được kế tục bởi nhà Lý, được sáng lập bởi Lý Công Uẩn.